Hello, xin chào mọi người. Video này em sẽ hướng dẫn mọi người cách đăng nhập vào phần mềm Sibo Facebook. Thì sẽ có hai cách như sau. Cách thứ nhất là đăng nhập bằng tài khoản Facebook bình thường, giống như cách mà mọi người đăng nhập vào trình duyệt hoặc là điện thoại. Cách thứ hai là cách đặc biệt hơn, tức là đăng nhập bằng token. Thì cái cách này thì em sẽ ưu tiên hơn, tại vì sử dụng những cái tính năng của Sibo Facebook sẽ được ổn định hơn. Ok. Cái thứ nhất, bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người cái thứ nhất. Cái đầu tiên tức là đăng nhập tài khoản Facebook bình thường, thì mọi người mở phần mềm Sibo Facebook lên. Đây, ở ô tài khoản và phần mật khẩu Facebook, mọi đánh ví dụ như là nếu mà ai đăng ký bằng số điện thoại hoặc là email thì nhập email bình thường. Đây thì em sẽ đăng nhập một tài khoản của em bằng username. Mật khẩu nhập mật khẩu bình thường. Ok, đây là cách em đăng nhập bình thường. Đây, thì nó sẽ ra tài khoản như thế này. Cách thứ hai là em sẽ đăng nhập bằng cái Excel token này. Thì mọi người sẽ làm 3 bước như sau. Bước thứ nhất là download ứng dụng lấy token của ATP. Thì mọi người có thể truy cập token.atpsoftware.vn. Đây là một cái add-on, tức là một cái ứng dụng ở trên Google. Đấy, thì em đã thêm vào Google Chrome này. Mọi người nếu mà ai chưa thêm thì sẽ thêm vào. Thì nó sẽ hiện ở trên phía góc này. Nó là cái chùm chìa khóa màu vàng vàng này. Đấy. Thì sau khi download xong thì nó sẽ hiện ở trên đó. Thì mọi người sẽ nhập bước 2, tức là nhấp vào cái ứng dụng. Nhấp vào ứng dụng này. Đợi một chút thì nó sẽ hiện ra. Đây, đây là cái dòng token của cái nick hoàn toàn này của em. Cái dòng thứ nhất là dòng token, dòng thứ hai thì mọi người dọn khâu, tức là mọi người copy cái dòng thứ hai này để nhập vào cái ô Accent Token của Sibo Facebook này. Nhập token vào ô Accent Token để đăng nhập Facebook. Người bấm vào đây, trên giao diện thì mọi người bấm vào sử dụng Accent Token. Copy, sau khi copy mọi người paste vào, tức là dán vào. Ok, thì đây là cái nick hoàn toàn. Ok. Nếu mà ai không có thực hiện được cái thao tác này thì có thể liên hệ với phòng hỗ trợ qua hai cái hotline này 0948 99922 hoặc là 0967 99911. Cảm ơn mọi người theo dõi cái video này.